Hello, hello, xin chào nha. Xin chào và cảm ơn tất cả mọi người đã quay trở lại kênh Đà Phao mình nhé. Mình là Đà Phao đây. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, ngày 26 tháng 10 năm 2020. Mình Đà Phao chúc mọi người, chúc bà con một ngày mới gặp nhiều điều may mắn nha. Một tuần mới công việc nhiều thuận lợi nhé. Hôm nay mình sẽ quay trở lại quay nhà cà phê Giá Tiêu. Ngày hôm nay cho bà con tham khảo nhé. Hôm nay thứ hai nên là giá cà phê thì một số nơi sẽ mua lên mua xuống 1-200. Giá Tiêu thì có thay đổi các tỉnh mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ đi quay bảng giá tại các tỉnh Tây Nguyên, bảng giá cà phê và bảng giá Giá Tiêu tại các tỉnh, xem thử là nó tăng giảm như thế nào cho bà con tham khảo tiểu đưa rồi đến mua bán nhé. Trong thời gian qua mọi người và có đồng hồ kênh mình rất là nhiều nhé, mình rất là cảm ơn. Nếu ai lần đầu tiên xem hoặc chưa đăng ký ủng hộ thì cho mình xin một like và nút đăng ký nhé. Mong bà con mọi người hãy tự tin tham khảo của giá cả của mình nhé, của Đại Phú Hào nhé, không có gì suy nghĩ lo lắng nhé. Bây giờ mình mời mọi người theo mình, mời bà con theo mình để theo dõi bảng giá nhé. Thưa bà con, đây là bảng giá cà phê Salon Don, bảng giá cũ, chủ phê duyệt ngày thứ bảy ngày 24 tháng 10 tuần vừa rồi mọi người nhé. Mình quay cho bà con tham khảo chiều nay thứ hai thì giá cho mới nó sẽ tăng hay giảm như thế nào nhé. Tuần vừa rồi thì giá vẫn âm 5 đô vào tháng 11 năm 2020 và âm 2 đô vào tháng 1 năm 2021 mọi người nhé. Và sau đây là bảng giá cà phê San New York, bảng giá cũ mọi người nhé, chủ phiên thứ bảy tuần vừa rồi ngày 24 tháng 10. Giá vẫn như vậy mọi người nhé. Mình quay cho bà con tham khảo việc đó là chiều nay thứ hai giao dịch mới thì tại San New York là như thế nào nhé. Bây giờ mình mời bà con theo mình để theo dõi bảng giá cà phê tại tỉnh Tây Nguyên và giá tiếp là tỉnh ngày hôm nay ngày thứ hai mình sẽ thay đổi như thế nào mọi người nhé. Sau đây là bảng giá tiêu xô các tỉnh ngày hôm nay, ngày 26 tháng 10 năm 2020. Sau đây là bảng giá cà phê Giá Tiêu tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Đắk Lắk ngày hôm nay, ngày 26 tháng 10 năm 2020.